nguyên lai ta là tu tiên đại lão chấp 463. Thành vạn yêu. Đại hắc, ngươi không tới cùng ăn sáng à? Đại hắc, thì ra là vậy, với trạng thái này của ngươi mà ra ngoài gặp người khác, quả thật có chút mất mặt. Ta và bọn họ không đội trời chung. Đúng thế, vậy ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, trở thành con chó lợi hại nha. Ta muốn thu bọn họ làm nhân sủng, thu hết làm nhân sủng. Đâu có con chó nào thu kẻ trộm chó thành nhân sủng chứ, điều này phù hợp logic sao? Được rồi, ngươi đổi cái này trước đi. Tỷ phu, đại hắc ca ca vẫn chưa tới ăn sáng sao? Á muội qua chỗ bàn ăn đợi ạ. Không hay rồi, không hay rồi. Thủ hạ của muội nói, hai tên trộm đó không thấy đâu nữa. Theo như tỷ tỷ phân phó, vốn đang chuẩn bị kéo bọn họ đi chôn. Nhưng thủ hạ của muội tới hiện trường lại không thấy tung tích và bóng dáng của bọn họ. Bọn họ sẽ không phải xác sống sống dậy đi làm chuyện xấu xa gì đó đâu nhỉ. Đi, ta đi đá bọn họ thêm vài phát. Bọn họ từ trên trời rơi xuống, chắc là ở đây rồi. Sao lại không thấy đâu chứ? Chủ nhân, ngài tới nhìn bên này. Sao lại có thêm động vật nhỏ? Ta vốn là đệ tử của Ngự Thú Tông, không may bị người của giới Minh bắt. Hôm qua hữu sứ của giới Minh bị thương nặng, hắn vì để chạy trốn, đã hút cạn tu vi của bọn ta. Không ngờ các ngươi lại là thức ăn dự trữ của hai kẻ xấu xa đó, đúng là mất hết nhân tính. Các ngươi là yêu tinh à? Ta vốn là con người. Người của giới Minh cưỡng ép dung hợp ta và yêu quái với nhau, ai thắng mới có thể giữ được ý thức của mình. Nhưng cho dù sống sót, cũng sẽ biến thành trạng thái nửa người nửa yêu. Người của giới Minh coi sinh linh trên toàn thế giới là vật thí nghiệm của bọn họ. Nhưng hiện nay bọn ta quá yếu, vậy nên đã biến thành dáng vẻ của động vật. Ta lại cảm thấy dáng vẻ của động vật tốt hơn. Ta ghét hình dạng mới mà người của giới Minh tạo cho ta hận thấu xương. Đáng thương quá. Lực lượng thật ấm áp. Trực tiếp rót từ đầu ngón tay vào trong cơ thể của mình. Nam nhân này là ai? Không, ta không muốn. Ta không muốn khôi phục dáng vẻ mà giới Minh tạo cho ta. A-I-A-A-A. Đáng hận, người của giới Minh đều cải tạo những người bị bắt như bọn ta thành bộ dạng này. Á, wow! Người của giới Minh sẽ cho người và yêu sử dụng dược vật ảnh hưởng tới tâm trí của bọn ta trước, Miêu Nhi, sau đó rót vào một loại công pháp đặc biệt. Người và yêu bị nhốt sẽ phát điên, thôn phệ dung hợp lẫn nhau. Ta là tu sĩ của Ngự Thú Tông. Yêu đã thôn phệ với ta là cộng sự bên ta từ nhỏ. Lúc đó bọn ta đều rơi vào trạng thái điên dại. Có điều nàng ta lại vào thời khắc mấu chốt mà từ bỏ mọi sự kháng cự. Để mặc ta thôn phệ nàng ta. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.